bạn hãy đăng ký kênh Sudan Gaming để được chơi game cùng mình nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Sudan Gaming. Hy vọng mọi người sẽ hỗ trợ mình bằng cách nhấp vào nút đăng ký kênh để mình mau chóng đạt mốc 1000 đăng ký với nha. Đây sẽ là video thứ 5 trong series cách combo của tất cả các vũ khí từ cơ bản đến nâng cao một cách chi tiết nhất để các bạn có thể hiểu rõ cách combo trong mọi trường hợp. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn combo đơn giản của vũ khí Switchblade. Đây cũng là lần đầu tiên mình chơi Switchblade nên nếu có gì sai sót mong các bạn chân thành bỏ qua và góp ý bằng cách comment để mình hoàn thiện hơn. Nếu các bạn thấy video này hay và có ích, mong các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí nhưng mang lại cho mình động lực to lớn để mình làm tiếp các video sau hay hơn, bổ ích hơn. Đây là cách mình setup skill và video hướng dẫn này mình sẽ thực hiện theo cách setup này và tùy theo trường hợp quen tay mà các bạn có thể điều chỉnh lại cách setup cho phù hợp với bản thân hơn. Dot Attack hay còn gọi là Rush Performance và các bạn lưu ý kỹ năng này có thể áp dụng cho mọi loại vũ khí ở mid stand hoặc low stand. Tác dụng nhanh chóng né đòn và bắt đầu chuỗi combo, trên hết là đẹp mắt và là kỹ năng quan trọng trong việc thực hiện đánh boss no down. Sau đây là hướng dẫn thực hiện quyết attack nút vuông, sau đó giữ nhẹ nút X và đồng thời gạt cần di chuyển theo hướng mà bạn muốn. Một trong những điều mà bạn cần phải lưu ý khi sử dụng Switchblade đó chính là ba kỹ năng Switchblade Pledge, Switchblade Act, Switchblade Retribution. Ba kỹ năng này cho phép bạn chuyển stand tùy theo tình huống và mở combo bằng cách thực hiện thao tác bấm nút chuyển stand ngay sau khi đòn đánh thường hoặc một skill bất kỳ. Switch Stand Pledge cho phép bạn chuyển từ mid hoặc high stand sang low stand. Switch Stand Act cho phép bạn chuyển từ low hoặc high stand sang mid stand. Switch Stand Retribution cho phép bạn chuyển từ low hoặc mid stand sang high stand. Để thực hiện các kỹ năng Switch Stand, bạn cần phải lưu ý rằng trong quá trình animation của skill đang diễn ra, bạn phải thực hiện bấm nút Switch Stand chứ không được phép đợi animation của skill kết thúc. Sau đây là ví dụ minh họa thực hiện. Đây là clip sử dụng Switch Stand Retribution sai. Đây là clip sử dụng Switch Stand Retribution đúng. Bạn hãy lưu ý bấm R1 tam giác để sử dụng Switch Stand Retribution ngay trong quá trình animation của skill đang diễn ra. Switchblade có hai kỹ năng Mystic Arc sau. Kỹ năng thứ nhất, Wildfire Blood, tăng attack khi sử dụng kỹ năng chuyển stand và stick được 5 lần. Kỹ năng thứ hai là Tempest Blood, giảm lượng ki tiêu hao khi sử dụng kỹ năng chuyển stand và stick được 5 lần. Với cả hai kỹ năng này, khi stick đủ 5 stack, bạn có thể sử dụng skill để gây ra một lượng đam rất lớn bằng cách ấn giữ nút vuông và thả ra. Sát thương gây ra bởi Mortal Retribution rất cao, tuy nhiên animation là khá rườm rà nên skill này chỉ thích hợp sử dụng khi quái có tốc độ chậm hoặc thở dốc. Sau đây là cách thực hiện. Sau khi sử dụng Quick Attack nút vuông, bạn bấm nút tam giác để thực hiện Mortal Retribution. Sau đó, bạn có thể sử dụng Switch Stand tùy tình huống. Infinite Retribution, lượng đam gây ra theo thời gian lớn, thường chỉ sử dụng khi quái trong trạng thái thở dốc. Sau đây là cách thực hiện. Bấm và giữ nguyên L1 tam giác tới khi gần hết ki thả ra và bấm nút vuông để sử dụng Infinite Retribution 2. Empty Retribution, đây là một trong những chiêu thức mạnh của Switchblade, lượng đam khá lớn và thường được sử dụng cho mở đầu combo. Sau đây là cách thực hiện, bấm L1 vuông để thực hiện Empty Retribution, sau đó bạn có thể sử dụng Switch Stand tùy tình huống. Divine Retribution, lượng ki đam lớn, tuy nhiên skill này không cơ động bằng Empty Retribution nên thường ít được sử dụng. Sau đây là cách thực hiện, bấm L1 vuông.
Focus Retribution, lượng đam lớn, tuy nhiên animation là khá chậm nên skill này chỉ thích hợp sử dụng khi quái thở dốc để kết hợp với grapple. Sau đây là cách thực hiện, giữ nguyên tam giác và thả ra. Merciful Retribution, lượng đam lớn, khoảng cách đánh xa, tuy nhiên skill này chỉ thích hợp sử dụng khi quái thở dốc. Sau đây là cách thực hiện, giữ nguyên tam giác và thả ra. The Path of Three, lượng đam tương đối ổn, animation khá chậm, thường áp dụng cho quái người. Sau đây là cách thực hiện, giữ nguyên tam giác và thả ra. Art of Chaos, skill này có thể xem là một trong những kỹ năng công thủ toàn diện nhất trong Neo 2. Nếu bạn giữ được khoảng cách đúng, thì ngoài lượng đam lớn thì animation kỹ năng này khá nhanh nên giúp bạn khó bị quái đánh trúng. Sau đây là cách thực hiện, ấn L1 cộng tam giác. Đây là kỹ năng ẩn của Squid Clay và bạn chỉ có thể kiếm được khi tiêu diệt boss Tate Eboshi và bạn có thể đánh ở Battle of the Temple ở map First Samurai. Mai Egg gây ra lượng ki đam khá lớn, skill này có thể sử dụng được cho cả boss người và boss yokai. Sau đây là cách thực hiện. Sau khi sử dụng Quick Attack nút vuông, bạn bấm nút tam giác để thực hiện Mai Egg. Sau đó bạn có thể sử dụng Sweet Stand tùy tình huống. Cyclone gây ra lượng ki đam và đam cao và là một trong những kỹ năng không thể thiếu của Squid Clay. Skill này có thể sử dụng được cho cả boss người và boss yokai. Với boss người, nếu trong trạng thái hết ki, bạn có thể sử dụng được Cyclone 2. Sau đây là cách thực hiện. Sau khi sử dụng Quick Attack nút vuông, bạn bấm nút tam giác để thực hiện Cyclone. Nếu boss người hết ki, bạn bấm nút tam giác để thực hiện Cyclone 2. Just Reprisal, kỹ năng này rất cần thiết trong việc phòng thủ, tuy nhiên bạn phải canh thật chuẩn thời gian để sử dụng. Sau đây là cách thực hiện. Ngay khi quái vừa tấn công, bạn bấm L1 tam giác để thực hiện Just Reprisal. Wise Web, lượng đam lớn, mở đầu cho combo và sử dụng được cho cả boss người và boss yokai. Sau đây là cách thực hiện, ấn L1 tam giác, sau đó bạn có thể sử dụng Sweet Stand tùy tình huống. Đây là kỹ năng ẩn của Squid Clay và bạn có thể kiếm được khi tiêu diệt boss Imagawa Yoshimoto và bạn có thể đánh ở map Imagawa Die Hard tại Sorin. Riding Egg, lượng đam và ki đam khá thấp, tuy nhiên kỹ năng này lại cho phép bạn phá thế thủ của boss người. Sau đây là cách thực hiện, bấm L1 vuông, sau đó bạn có thể sử dụng Sweet Stand tùy tình huống. Trance World Egg, kỹ năng này rất cần thiết trong việc phòng thủ, tuy nhiên bạn phải canh thật chuẩn thời gian để sử dụng. Sau đây là cách thực hiện, ngay khi quái vừa tấn công, bạn bấm L1 vuông để thực hiện Trance World Egg. Calamitous Blade, lượng đam không cao, tuy nhiên đây lại là skill mở đầu cho combo rất hiệu quả. Sau đây là cách sử dụng, bấm L1 tam giác để thực hiện Calamitous Blade, sau đó bạn có thể sử dụng Sweet Stand tùy tình huống. Lightning Blade, kỹ năng này rất cần thiết trong việc phòng thủ, tuy nhiên bạn phải canh thật chuẩn thời gian để sử dụng. Sau đây là cách thực hiện, ngay khi quái vừa tấn công vào bạn, bấm L1 tam giác để thực hiện Lightning Blade. Skyward Blade, lượng đam không cao, chiêu thức này thường được sử dụng cho các yokai có sừng. Sau đây là cách thực hiện, bấm L1 vuông. Whirling Blade, skill này thường sử dụng khi gặp quái sử dụng vũ khí tầm xa như cung, phi tiêu, ném bom, nó cho phép bạn phản lại đòn. Sau đây là cách thực hiện, bấm và giữ nguyên L1 vuông. Thin Air, lượng đam lớn, có thể sử dụng được ở mọi stand. Lưu ý phải giữ khoảng cách đủ với quái để có thời gian thực hiện skill này. Kỹ năng này còn giúp bạn thực hiện tích một stack khi sử dụng Sweet Stand X một cách dễ dàng. Và sau đây là tiếp thực hiện giúp bạn tích một stack dễ dàng như sau. Ấn và giữ nguyên R1 cộng O, sau đó bạn tiếp tục giữ nguyên R1 và thả nút O. Ấn tam giác để chuyển lên 2 stand hoặc nút X để chuyển xuống low stand. Vẫn giữ nguyên R1 và bấm nút vuông để thực hiện Sweet Stand X. Celestial Retribution, lượng đam lớn, tuy nhiên chỉ sử dụng được với quái người và trong trạng thái thở dốc. Sau đây là cách thực hiện, bấm nút vuông khi quái thở dốc. Fleeting Egg,
Skill này cho lượng đam ổn, tuy nhiên khá khó sử dụng khi bạn phải canh chuẩn khoảng cách và điều khiển hướng kill khéo léo sao cho trúng bot nhiều nhất có thể. Sau đây là cách thực hiện: bấm và giữ nguyên nút tam giác và sử dụng cần analog trái để điều khiển hướng di chuyển. Đây là kỹ năng ẩn của Squidlay và bạn có thể kiếm được khi tiêu diệt bot Mungo, và bạn có thể đánh ở map Save Ai tại Dojo. Burst Kicker, đây cũng là một trong những kỹ năng quan trọng của Squidlay. Kỹ năng này gây ra lượng ki đam lớn. Skill này có thể sử dụng được cho cả bot người và bot yokai. Sau đây là cách thực hiện. Sau khi sử dụng quyết attack nút vuông, bạn bấm nút tam giác để thực hiện ki Burst Kicker. Sau đó bạn có thể sử dụng Sweet Ten tùy tình huống. Transcend Blade, lượng ki đam ổn. Tuy nhiên skill này không cơ động bằng ki Burst Kicker nên thường ít được sử dụng. Sau đây là cách thực hiện. Sau khi sử dụng quyết attack nút vuông, bạn bấm nút tam giác để thực hiện Transcend Blade. Sau đó bạn có thể sử dụng Quick Stand tùy tình huống. Trước khi bắt đầu hướng dẫn về sọt combo của Squidlay, mình xin nhắc lại là sau mỗi đòn đánh hoặc sử dụng một số kỹ năng của Squidlay, bạn đều có thể sử dụng Quick Stand và kết nối thêm với các đòn đánh thường quyết attack. Khác với các vũ khí khác, Squidlay không có khả năng kết hợp hai skill liên tiếp với nhau để tạo thành chuỗi combo ngắn. Chính vì vậy, để tạo thành chuỗi combo ngắn, bạn bắt buộc phải sử dụng Squidstand. Cho nên với clip hướng dẫn sọt combo này, mình chỉ hướng dẫn một số combo cơ bản chuyển đổi giữa các stand. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vô phần hướng dẫn sọt connect combo. Đây là combo chuyên phá ki có thể sử dụng được cho cả bot người và bot yokai. Và tùy tình huống mà bạn áp dụng theo từng combo nhỏ lẻ chứ không nhất thiết phải thực hiện một chuỗi combo dài. Sau đây là cách thực hiện. Bấm vuông sử dụng Quick Attack, bấm tam giác để sử dụng ki Burst Kicker, nhanh chóng bấm R1 vuông để sử dụng Sweet Stand X, tiếp tục bấm nút vuông để sử dụng Quick Attack, bấm tam giác sử dụng My X, nhanh tay bấm R1 tam giác để sử dụng Sweet Stand Retribution. Sau đó bấm nút vuông để sử dụng Quick Attack và kết thúc bằng nút tam giác để sử dụng Cyclone. Đây là combo thường được áp dụng nhiều nhất khi đối đầu với các bot người do có khả năng phá thế thủ của skill Anti Retribution. Sau đây là cách thực hiện. Bấm L1 vuông để sử dụng Anti Retribution. Nhanh chóng bấm R1X để sử dụng Sweet Stand Blade. Sử dụng Quick Attack, sau đó bấm tam giác để sử dụng Key Burst Kicker. Nhanh chóng bấm R1 để sử dụng Sweet Stand X. Tiếp tục bấm nút vuông để sử dụng Quick Attack và bấm nút tam giác để sử dụng My X. Lượng đam tương đối ổn, thường áp dụng cho bot người. Sau đây là cách thực hiện. Bấm L1 tam giác để thực hiện Calamitous Blade. Nhanh chóng bấm R1 vuông để sử dụng Sweet Stand X. Tiếp tục bấm nút vuông để sử dụng Quick Attack, bấm tam giác để sử dụng My Act, nhanh tay bấm R1 tam giác để sử dụng Sweet Stand Retribution, sau đó bấm nút vuông sử dụng Quick Attack và kết thúc bằng nút tam giác để sử dụng Cyclone. Lượng đam lớn, áp dụng được cho cả bot người và bot yokai. Sau đây là cách thực hiện. Bấm L1 tam giác để thực hiện Wide Sweep. Nhanh chóng bấm R1X để sử dụng Sweet Stand Blade. Sử dụng Quick Attack, sau đó bấm tam giác để sử dụng Key Burst Kicker. Nhanh tay bấm R1 tam giác để sử dụng Sweet Stand Retribution. Sau đó bấm nút vuông để sử dụng Quick Attack và kết thúc bằng nút tam giác để sử dụng Cyclone. Squidlay là một trong những vũ khí tích chính stack versatility của set Susano rất nhanh. Và đây là combo dành cho set Susano mình hay sử dụng. Và tùy trường hợp mà bạn áp dụng theo từng combo nhỏ lẻ chứ không nhất thiết phải thực hiện cả một chuỗi combo dài.